kính chào quý vị khán giả của bản tin 113 Online. UBND tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định cách chức Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương. Trước đó vào ngày 12 tháng 6, Ban Thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai đã có quyết định thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bằng hình thức cách chức Phó Bí thư huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai nhận thấy bà Nguyễn Thị Giang Hương đã không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập qua các lần kê khai tài sản thu nhập, quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai, không cung cấp cho tổ xác minh tài sản thu nhập, các hồ sơ liên quan đến việc sở hữu các tài sản đã kê khai trong bản kê khai tài sản thu nhập theo quy định. UBND tỉnh Đồng Nai cũng tạm thời phân công một phó chủ tịch UBND huyện điều hành công việc đến khi kiện toàn chức vụ chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch. Trước đó vào tháng 3 vừa qua, bà Nguyễn Thị Giang Hương bị một nhóm lừa đảo sử dụng công nghệ cao dùng thủ đoạn yêu cầu bà mở tài khoản để chuyển tiền vào. Sau đó nhóm này xâm nhập vào tài khoản để chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Giang Hương hơn 171 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ. Chuyển sang một thông tin khác, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai thông tin đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái Thác Giang Điền. Dự án này do công ty cổ phần du lịch Giang Điền có trụ sở tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, công ty cổ phần du lịch Giang Điền chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chưa đủ điều kiện bán đất nền tại khu B và khu C của dự án. Tuy nhiên, công ty cổ phần du lịch Giang Điền trực tiếp cũng như thông qua các công ty môi giới bất động sản có hành vi quảng bá, giới thiệu và ký kết hợp đồng bán đất nền tại khu B và khu C của dự án. Từ đầu năm 2010 đến năm 2018, công ty cổ phần du lịch Giang Điền đã ký kết khoảng 1.267 hợp đồng mua bán đất nền tại dự án với các khách hàng, nhà đầu tư để thu lợi số tiền đặc biệt lớn hơn 1.000 tỷ đồng. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Tam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanjo và Phạm Xuân Tỉnh, đại diện pháp luật, Tổng Giám đốc Công ty Asanjo về tội trốn thuế. Kết quả điều tra bước đầu xác định Phạm Văn Tam đã chỉ đạo Phạm Xuân Tỉnh ký kết các hợp đồng nguyên tắc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thương mại Việt Tài, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Sản xuất An Thiên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xuất nhập khẩu Trần Thoài, sau đó không xuất hóa đơn và để ngoài sổ sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện lạnh Asanjo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanjo. Ngoài ra, bị can sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế nhằm mục đích trốn số tiền thuế phải nộp là hơn 15,7 tỷ đồng. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức huy động lãi suất cao là một trong những chiêu trò thủ đoạn được cơ quan công an cảnh báo nhiều lần. Tuy nhiên, vì nhẹ dạ cả tin, vì hám lợi nên nhiều người vẫn bị sập bẫy, mất trắng số tiền lớn. Nhiều trường hợp bị chiếm đoạt từ vài trăm triệu đồng cho đến hàng tỷ đồng. Đây là những bị hại của các đối tượng trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn tại tỉnh Quảng Bình. Bằng thủ đoạn huy động vốn rồi hứa hẹn trả lãi cao cho những người góp vốn, hai đối tượng Hoàng Thị Ngọc Thúy và Lê Thị Thanh Thủy lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng. Em chuyển cho Thúy là gần 33 tỷ, nhưng mà nhận lại được cho hiện tại con ở Thúy là hơn 30 tỷ. Thì đầu tiên làm thì bọn em đem những cái số tiền nhỏ thôi, những cái số tiền cứ vài tỷ đó. Những dân đôi khi lòng tin hơn cao lên. Thủ đoạn của đối tượng là hứa hoặc là giai đoạn đầu là có trả một phần lãi suất rất cao, cho nên là tạo được kích thích một cái sự ham muốn nào đấy. Những người cho vay thì tất cả các vụ mà đơn vị đang thụ lý thì những người đang cho vay gần như 100% là chưa thu hồi lại được vốn. Điểm chung của các đối tượng sử dụng chiêu trò lãi suất khủng để huy động vốn, đó là họ thường không dùng vốn của mình. Sau đó, chúng thường đưa ra thông tin có nhiều mối quan hệ với cán bộ, lãnh đạo ngân hàng hoặc có nhiều khách hàng có nhu cầu vay vốn. Để tạo dựng lòng tin, ban đầu các đối tượng trả lãi rất đúng hẹn. Tuy nhiên, khi đã cầm trong tay số tiền lớn của nhiều người, sẽ dừng trả lãi và chiếm đoạt tiền.
lợi dụng cái lòng tham của những cái người có tiền nhàn rỗi, đánh vào tư tưởng hám lợi. Các đối tượng đã đưa ra những cái thông tin gian dối về cần tiền, sau đó thì huy động vốn của những cái người có tiền nhàn rỗi và dùng cái tiền đó vào những cái mục đích cá nhân cũng như mua sắm, và cứ lấy tiền của người sau để trả tiền cho người trước, và đến một cái mức độ nào đó không có cái khả năng thanh toán nữa. Phần lớn việc cho vay tiền giữa các bên chủ yếu thỏa thuận bằng miệng, không được xác lập trên cơ sở pháp lý nào. Một số ít có viết giấy thỏa thuận cho vay nhưng lại không có công chứng hoặc tài sản thế chấp. Khi đối tượng lộ rõ bản chất lừa đảo, cao chạy xa bay hay tuyên bố vỡ nợ, rất nhiều người phải đứng trước nguy cơ mất toàn bộ số tiền đã cho vay. Đối với những trường hợp và những đối tượng mà ngay từ đầu không có cái mục đích về việc là hoạt động kinh doanh, sử dụng cái tiền đó vào mục đích hoạt động kinh doanh mà nhằm để chiếm đoạt tài sản của người cho vay, thì những cái đối tượng này có thể sẽ bị truy cứu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trường hợp mà các bên thỏa thuận để tiến hành trả lãi cao hơn, vượt quá 5 lần lãi suất mà Bộ luật dân sự quy định, thì lúc đấy có thể bị xem xét về việc là truy tố đối với cái hành vi là cho vay lãi nặng. Để tránh rơi vào bẫy lừa đảo huy động vốn trả lãi suất cao, cơ quan công an khuyến cáo người dân trước khi xuống tiền đầu tư cần tìm hiểu, nghiên cứu kỹ thông tin, mục đích của cá nhân tổ chức vay tiền, đồng thời phải yêu cầu người vay vốn có tài sản thế chấp và hợp đồng theo quy định. Bởi nếu sập bẫy các đối tượng, thì những người góp tiền cho vay không chỉ là nạn nhân mà còn có thể bị xử lý hình sự về hành vi cho vay lãi nặng. Công an huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý người đàn ông say xỉn không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn, gây sự với cảnh sát giao thông hơn một tiếng đồng hồ. Ngày 23 tháng 6, trong lúc làm nhiệm vụ, Công an huyện Chư Quynh phát hiện xe ô tô do một người đàn ông điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Sau khi dừng xe, người này đã không xuất trình được các giấy tờ liên quan, không chấp hành việc đo nồng độ cồn và có những cử chỉ, hành động, lời nói không chuẩn mực đối với tổ công tác. Sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ gây sự, thì người đàn ông này mới chịu để lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn và xuất trình các giấy tờ liên quan. Kết quả nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế là 0,112mg trên 1 lít khí thở. Cũng trong ngày hôm qua, tổ công tác còn phát hiện một trường hợp khác điều khiển xe máy dương tính với chất ma túy. Tòa Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo Đặng Quang Vinh, 34 tuổi, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, tối ngày 15 tháng 8 năm 2023, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Thanh Khê kiểm tra hành chính nhà ở của bị cáo Vinh tại K45 Lê Độ, phường Tam Thuận, phát hiện ở vị trí gác lửng có chứa gần 200 viên thuốc lắc, 13 gói ma túy loại khay, 10 gói ma túy có in chữ Charlie và Cherry G. Tại cơ quan công an, Vinh khai nhận đã mua số ma túy trên từ một thanh niên không rõ lai lịch về phân chia bán lại cho con nghiện kiếm lời. Thủ đoạn của Vinh là giao dịch qua mạng xã hội. Khi cả hai đồng ý, sẽ có người đem ma túy đến tận nhà giao cho Vinh. Bản thân Vinh bị nghiện và từng vi phạm pháp luật nhưng vẫn tái phạm. Trước hội đồng xét xử, Vinh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Đặng Quang Vinh 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Thưa quý vị, mùa Euro 2024 đã khởi tranh trên các sân cỏ nước Đức, mang lại không khí sôi động cho hàng triệu tín đồ bóng đá trên toàn cầu. Tuy nhiên, song hành cùng sự kiện thể thao lớn này là sự gia tăng đáng kể tình trạng cá độ và các tệ nạn xã hội khác. Công an huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa triệt phá một điểm cá độ bóng đá mùa Euro trên địa bàn. Trước đó vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6, khi trận đấu giữa đội tuyển Georgia gặp đội tuyển Cộng hòa Séc trong khuôn khổ vòng chung kết Euro 2024 đang diễn ra, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tổ trinh sát hình sự công an huyện Nghĩa Hành đã kiểm tra bắt quả tang đối tượng Trần Công Thành, sinh năm 1981, ngụ thôn Hòa Mỹ, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành đang sử dụng trang mạng cá độ bóng đá Viva 88 để tổ chức cho 10 người tham gia cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền với số tiền cá độ hơn 20 triệu đồng. Lực lượng công an đã bắt giữ Thành và thu giữ một số tang vật có liên quan để tiếp tục điều tra mở rộng. Còn tại Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa phá thành công chuyên án triệt xóa một nhóm đối tượng ngoại tỉnh thuê căn hộ để ở và làm bình phong hoạt động cho vay lãi nặng trong mùa bóng đá với số tiền hơn 4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng.
Đầu năm 2024, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng người ngoại tỉnh biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng. Tiến hành điều tra, nhận thấy các đối tượng hoạt động liên tỉnh, thường xuyên thay đổi nơi ở và quy luật hoạt động để tránh bị phát hiện, gây khó khăn cho quá trình xác minh, đấu tranh làm rõ. Trước tình hình trên, ngày 31 tháng 5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự đã đề xuất và được Giám đốc Công an thành phố cho xác lập chuyên án để đấu tranh. Và cái việc đối tượng công khai đăng các bài cho vay lên các cái hội nhóm trên các trang mạng, trên không gian mạng. Cái việc đăng bài thế này thì giúp cho các đối tượng là tiếp cận được rất là nhiều những người có nhu cầu vay, nhiều cái thành phần vay trong này. Và việc tiếp cận nó nhanh chóng, nó thuận lợi, không mất nhiều thời gian. Đồng thời, cái việc mà đăng các tin lên các cái hội nhóm trang mạng này ấy, thì nó mang tính ẩn danh rất cao. Và các đối tượng lợi dụng để mà ẩn danh, núp bóng và che lại cái hoạt động của mình. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, ngày 16 tháng 6, đồng loạt 4 tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã ập vào nhiều địa điểm trên địa bàn, bắt giữ nhóm đối tượng Vũ Đức Trung, 39 tuổi, trú tại tỉnh Nam Định, là đối tượng cầm đầu, Ngô Quang Âu, 24 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai, và Nguyễn Đắc Cường, 24 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Nam, là hai đồng phạm giúp sức tích cực. Để che giấu hành vi cho vay, người vay được hướng dẫn viết giấy cầm cố hoặc mua trả góp các loại tài sản như xe máy, điện thoại di động. Lãi suất phải trả là 30% trong 25 ngày, một năm là hơn 400%. Em cứ tính theo là 5 triệu thì em lấy, em cắt 1 triệu tiền lãi. Còn bao nhiêu là họ trả cho em từng ngày thì nó hết rồi. Em cũng biết là sai nhưng mà cũng do em nợ nần nhiều quá. Mà phải lâm đến đường này làm thôi, chứ không ai muốn vào này vì cũng do nó nợ nần em nhiều quá. Em giả nhà, nhà kia em đang bán hết toàn cửa nhà kia em phải vào đây, ra trốn nợ ngoài kia vào đây. Trong cái thời điểm mà Euro nó đang diễn ra thì chúng tôi cũng đã xác định tội phạm tín dụng đen là một loại tội phạm nó có cái sự gắn kết với lại cái loại tội phạm cái độn đá, do đó là chúng tôi đã kịp thời tham mưu báo cáo cho ban giám đốc để tổ chức triệt xóa sớm đối với cái tổ chức cho vay lãi nặng để mà góp phần và hạn chế những cái hệ lụy của cái tội phạm cá độ bóng đá cái này. Vật chứng thu giữ được của nhóm đối tượng trên gồm 230 bộ hồ sơ của người vay, 8 hình cá nhân người vay mà đối tượng đã cắt ghép dùng đăng lên mạng xã hội, 230 triệu đồng tiền mặt và 6 số tài khoản ngân hàng các loại dùng để phục vụ hoạt động cho vay. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, thu thập thông tin người vay, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã số 07 ngày 14 tháng 10 năm 2015 đối với đối tượng Quang Thị Nga, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã số 08 ngày 6 tháng 6 năm 2018 của Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An là đối tượng Lầu Bá Mà, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại khối 3, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi áp dụng các hình thức thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Còn về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Tống Thu Bắc, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại số 64 đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Hà Văn Diền, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại xóm 4, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên.
Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-234-5860 hoặc 069-232-1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.